Thưa quý vị, theo số liệu cập nhật đến 15 giờ chiều hôm nay 30 tháng 8, thế giới đã ghi nhận hơn 25 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có gần 847.000 ca tử vong. Số ca bệnh được điều trị khỏi là hơn 17,5 triệu người. Mỹ tiếp tục là quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất của dịch COVID-19 với gần 187.000 trường hợp tử vong trong tổng số hơn 6,1 triệu ca nhiễm. Tiếp theo là Brazil với hơn 120.000 ca tử vong trong số hơn 3,8 triệu bệnh nhân. Và Ấn Độ đứng thứ ba với hơn 63.000 ca tử vong trên hơn 3,5 triệu ca bệnh. Trong 24 giờ qua, cả Mỹ và Brazil đều ghi nhận thêm trên 30.000 ca bệnh và hơn 800 trường hợp tử vong do COVID-19. Trong khi đó, Ấn Độ đang là quốc gia ghi nhận số ca nhiễm mới và tử vong do COVID-19 tăng nhanh nhất thế giới. Trong 24 giờ qua, quốc gia 1,3 tỷ dân này ghi nhận tới hơn 78.000 ca nhiễm mới và 944 ca tử vong. Chuyển sang những tin tức quốc tế khác. Thưa quý vị, sau khi tiếp nhận đề cử trở thành ứng cử viên tổng thống chính thức của Đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử sắp tới, đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa có những động thái nhằm thu hút hơn nữa sự ủng hộ của cử tri. Trong đó phải kể tới chuyến thăm tới bang Louisiana vừa bị ảnh hưởng của bão Laura và sắp tới là chuyến thăm tới thành phố Kenosha thuộc bang Wisconsin xoay quanh nạn phân biệt sắc tộc. Phát biểu từ Lake Chandler thuộc bang Louisiana, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề của siêu bão Laura hồi đầu tuần, khiến ít nhất 10 người thiệt mạng. Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh chính phủ sẽ nỗ lực hết sức để đảm bảo an toàn và khắc phục hậu quả thiên tai. Tổng thống Trump cũng có ý định sẽ tới thăm thành phố Kenosha ở vùng Trung Tây, nơi gần đây liên tục chứng kiến các cuộc biểu tình phản đối về cảnh sát bắn trọng thương một thanh niên da màu 29 tuổi. Tại Kenosha, Tổng thống Donald Trump sẽ đánh giá hậu quả của vụ việc kể trên. Ít nhất 29 người đã thiệt mạng trong một vụ sập nhà hàng ăn uống tại tỉnh Sơn Tây, miền Bắc Trung Quốc. Vụ việc xảy ra vào sáng qua theo giờ Việt Nam và đến sáng nay thì việc tìm kiếm những người sống sót đã kết thúc. Nhà hàng 2 tầng ở huyện Tương Phần, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc đã bất ngờ đổ sập khi đang có hàng chục người tham gia một bữa tiệc thượng thọ tại đây. Vào sáng nay 30 tháng 8, sau gần 24 giờ tìm kiếm, công tác cứu nạn với sự tham gia của khoảng 700 người đã hoàn tất. Tổng cộng 57 người đã được đưa ra khỏi đống đổ nát, trong đó có 29 người tử vong, 7 người bị thương nặng và 21 người bị thương nhẹ. Singapore đang ghi nhận đợt bùng phát dịch sốt xuất huyết cao kỷ lục so với các năm trước, gây thêm sức ép cho hệ thống y tế nước này. Tình hình khiến chính phủ Singapore phải áp dụng nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch sốt xuất huyết. Singapore ghi nhận số ca mắc sốt xuất huyết cao kỷ lục trong năm nay với hơn 26.000 ca, tăng đáng kể so với các năm trước, trong đó 20 người đã tử vong. Nguyên nhân sốt xuất huyết bùng phát là do thời tiết ẩm, bên cạnh đó do các biện pháp kiểm soát COVID-19, không có lao động nước ngoài cắt cỏ. Nhiều địa điểm ao tù nước động tại các công trình xây dựng bị đình trệ cũng tạo điều kiện cho muỗi phát triển. Tuy nhiên, biện pháp thả muỗi biến đổi gen ra môi trường tại một số khu vực đã khiến số lượng muỗi giảm đến 90%.